Hôm nay mình sẽ đến với các thuốc kháng virus. Thì tùy theo cấu trúc di truyền của virus mà ta phân làm hai dòng là ADN virus và ARN virus. Thì ADN virus gồm các dòng như post virus, herpes virus, adenovirus. Thì các loại virus này nó sẽ có một đặc điểm là sẽ sử dụng ARN polymerase của con người để tổng hợp nên protein của nó. Tuy nhiên, ngoại trừ post virus là nó sẽ có ARN riêng. Vì thế, post virus sẽ bị một loại kháng sinh tác động là rifampin tác động. Vì rifampin nó sẽ ức chế ARN polymerase của post virus. Và hiện nay thì post virus gây bệnh đậu mùa đã bị thế giới thanh toán từ lâu rồi, từ năm 1960 cả. Loại thứ hai là ARN virus gây các bệnh như rubella dại này, hoặc là tiêu biểu nhất là HIV, quá nổi tiếng luôn. Chu kỳ của virus thì ở đây mình sẽ viết ngắn gọn thôi, gồm 5 chu kỳ. Thì mỗi giai đoạn này nó sẽ có các thuốc để tác động vào nó hết. Một là virus phải gắn vào thụ thể và sau đó hoạt hóa xâm nhập vào trong tế bào. Khi mà vào được tế bào rồi á thì cái vật chất di truyền của virus sẽ gắn vào nhân của tế bào chủ. Sau đó sẽ sản sinh ra và phát triển, sao chép và phát triển. Sau đó nó sẽ tổ hợp lại thành một virus mới, virus con. Sau đó nó sẽ phóng thích. Thì phóng thích sẽ có hai loại. Một là loại là sẽ gây vỡ tế bào. Khi phóng thích sẽ gây vỡ tế bào giống như HIV virus. Một loại á, sẽ phóng thích bằng cách nảy chồi giống như cúm. Nó sẽ không làm vỡ tế bào nha. Nó dùng cái máy chủ đó, nó sản xuất ra liên tục chứ nó không làm bị máy chủ. Rất là hay. Rồi các thuốc kháng virus thì mình trong bài này mình sẽ nói đến ba dòng chính là thuốc kháng herpes virus, thuốc kháng influenza và thuốc kháng vox virus. Còn thuốc kháng HIV mình sẽ để bài riêng và thuốc kháng viêm gan thì mình sẽ để bài riêng. Herpes virus có 8 loại chính gây bệnh trên người. Thì cái ba dòng cuối này này các bạn không cần phải lưu ý lắm. Mà 5 dòng đầu là 5 dòng mình cần lưu ý á. Thì có một đặc điểm là ba cái dòng đầu này, herpes simplex virus và virus gây bệnh thủy đậu á, nó sẽ có độ nhạy với các thuốc kháng virus gần tương tự giống nhau. EBV á, cũng nhạy với acyclovir. Tuy nhiên nếu người bị nhiễm EBV mà nhẹ thì người ta sẽ không dùng thuốc, chỉ dùng khi nặng thôi. Còn CMV á, cũng nhạy với acyclovir rất yếu, yếu hơn các dòng trên nhiều. Cho nên đối với CMV người ta sẽ dùng thuốc kháng virus khác. Rồi mình đến với các loại này. Có 3 loại chính. Thuốc ức chế ADN polymerase thì thuốc này nó sẽ ức chế vào giai đoạn là sinh trưởng, sao chép và sinh sản. Nhóm ức chế hòa màng là ức chế sự xâm nhập. Cũng ức chế sinh trưởng luôn. Cái này thì mình sẽ gửi slide cho các bạn đọc kỹ hơn. Rồi thuốc ức chế ADN polymerase dạng nucleoside dạng nha. Các bạn để cái này các bạn cần hiểu. Thì nó sẽ có cấu trúc gần giống với nucleoside. Thì khi đó vào trong tế bào nó sẽ được các enzyme hoạt hóa thành dạng triphosphate và gắn cạnh tranh với các nucleoside thật. Tuy nhiên thì các bạn biết nó là đồ giả thì nó khi gắn vào nó sẽ không thể thay thế đồ thật được. Và nó làm hỏng cái cấu trúc này đi. Vì thế ức chế tổ hợp ADN của virus. Chất tiêu biểu là acyclovir. Thì nó là một thuốc khởi đầu cho kỷ nguyên kháng virus. Vì cực kỳ chọn lọc và ít gây độc tế bào. Đối với các thuốc dòng này thì đề kháng cực kỳ hiếm thấy trên người khỏe mạnh bình thường. Tại vì nếu mà nó có xảy ra đề kháng thiệt thì cũng bị các tế bào tiêu diệt hết, các tế bào lympho T CD8 tiêu diệt hết. Cho nên cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà thường gặp ở người bị suy giảm miễn dịch. Tại vì nó có xuất hiện đề kháng thì cũng không thằng nào có thể tiêu diệt được nó hết. Rồi hoạt tính thì nó sẽ được dùng chủ yếu để kháng lại 4 dòng này. 3 dòng trên là chủ yếu nha. EBV được dùng, người ta sẽ dùng acyclovir trong cái trường hợp mà bị nhiễm EBV nặng á, còn nhẹ thì người ta cũng không xài thuốc gì hết, cứ để thế thôi. Kháng thể sẽ tự hệ miễn dịch sẽ tự tiêu diệt.
Đây là một số cái dùng để điều trị herpes virus như là mụn rộp sờ mờ gà do herpes simplex hoặc là thủy đậu zona do VZV. Viêm não do herpes simplex thường gặp ở người bị suy giảm miễn dịch hay HIV chẳng hạn, hoặc là trẻ sơ sinh. Ngăn ngừa tái phát herpes virus thì các bạn biết á, herpes virus nó có một dạng là dạng ngủ yên, nó giống với con HIV á. Khi mà nó nhảy vào trong trong tế bào á thì nó sẽ nằm ở dạng ngủ yên luôn, một phần nhỏ nó sẽ nằm ở dạng ngủ yên, và khi ở một giai đoạn nào đó hoặc bị kích thích như stress chẳng hạn, stress hoặc là gamma interferon á, thì nó có thể hoạt hóa trở lại và gây bệnh trở lại như con HIV. Thì một con HIV nó có thể ngủ đến tận 60 năm. Cho nên người ta dùng ARV á, người ta phải dùng suốt đời, không thể điều trị dứt khỏi được. Trong khi herpes simplex á, thường nó chỉ ngủ yên tầm vài năm thôi. Vai trò trong HIV, acyclovir nó có kháng được HIV nhưng mà nó không thể ngăn ngừa lây truyền được. Nó chỉ kháng nhưng mà kháng nhẹ do mức độ kháng quá nhẹ. Cho nên nó sẽ làm chậm tiến triển HIV ở người không dùng liệu pháp ARV kháng retrovirus. Hiện nay thì các thuốc kháng ARV được phát triển quá nhiều rồi nên hiện gần như acyclovir không còn ý nghĩa gì nữa. Rồi, từ giờ đồng học mình sẽ suy ra được các yếu tố của nó. Nó có độ tan thấp dễ kết tinh, mà các bạn biết những thuốc mà độ tan thấp dễ kết tinh giống như acyclovir hoặc là sulfamid thì nó sẽ có gây một hiện tượng gì? Đó là độc thận. Nó sẽ dễ kết tinh trong thận. Và nếu mà nó kết tinh trong thận thì nó sẽ gây nên hiện tượng gì? Nó sẽ gây ra một hiện tượng là sỏi thận và có thể gây chảy máu thận. Nha, cho nên khi mà dùng nó cần phải uống đủ nước và tránh tiêm truyền nhanh để tránh độc thận và thần kinh. Một điểm điểm nữa, nó có sinh khả dụng đường uống kém. Cho nên người ta đã chế tạo ra các thuốc khác đều là tiền chất của nó cả, nhưng mà có sinh khả dụng tốt hơn nhiều như valacyclovir hoặc famiclovir. Rồi trifluridine thì thuốc này á, nó gắn cả đen người nên rất độc, nó không có dùng đường uống hoặc dùng, nó chỉ dùng ngoài da thôi, chỉ dùng trị viêm giác mạc do herpes virus kháng với acyclovir. Cái việc này rất hiếm. Và có một điều nha, các dòng mà kháng được với các thuốc này á, thường nó không có ý nghĩa lâm sàng lắm. Rồi mình đến với các thuốc trị nhiễm CMV. Thì CMV cực kỳ hiếm xuất hiện ở người khỏe mạnh bình thường. Đây là một dòng virus khá yếu nhưng nó sẽ xuất hiện trên người mà có lượng lympho T CD4 bé hơn 75 con trên 1 ml. Các bạn biết người bị HIV AIDS á, người bị AIDS á thì sẽ có số lượng là CD4 dưới 200 con trên 1 ml, nhưng mà khi đó người ta vẫn chưa bị nhiễm CMV nha. CMV chỉ chưa bùng phát mà phải giảm đến tận 75 con trên 1 ml thì CMV mới bùng phát, nhờ CMV giác mạc. Rồi, các thuốc như sau. Các thuốc mà trị CMV mình sẽ để bôi màu đỏ cho các bạn dễ nhận biết, mình sẽ gửi cái slide dưới á. Thì sidofovir là dẫn xuất của cytokine, thì nó cũng là ức chế ADN polymerase dạng nucleoside. Thì người ta đã cô lập được những dòng kháng in vitro nhưng mà không có ý nghĩa trên lâm sàng. Thuốc kháng ADN polymerase không nucleoside thì nó không như cái dạng kia là nó không cần được hoạt hóa, không cần trở thành dạng triphosphat như cách như acyclovir. Thì đây mình sẽ lấy cái thuốc bên HIV mình làm ví dụ cho các bạn nha. Thì nó sẽ gắn kết thẳng vào trong ADN polymerase và làm biến dạng cấu trúc 3D của nó, khiến cho cái enzyme đó, nó bị bất hoạt. Đây, và nó sẽ kháng được cả HIV luôn nha. Foscarnet. Rồi, thuốc ức chế hòa màng nó sẽ ức chế giai đoạn hòa màng xâm nhập vào hòa màng của virus, là thuốc docosanol.
chỉ sử dụng khi virus kháng với acyclovir thôi, vì thuốc này rất độc, nó có nhiều tác dụng phụ như là đây, nó ức chế hòa màng nha, là virus không thể hòa màng được. Thì các tác dụng phụ như nó đã đau đầu, kích ứng da và hiếm khi dị ứng, nhưng mà nếu đã dị ứng thì thường trầm trọng vì các tác dụng phụ nhiều này nên người ta sẽ hạn chế dùng nha. Các thuốc này thường người ta gọi là thuốc mồ côi á, tại vì khi các bạn chế ra những thuốc này người ta các bạn không có lời. Người ta để nghiên cứu ra một thuốc là người ta cần khoảng 100 triệu USD á, để nghiên cứu ra một thuốc, nhưng mà thuốc này bán những loại thuốc này bán không ai mua, thì người ta sẽ gọi là thuốc mồ côi, không có ai phát triển. Và nếu những thuốc này muốn được phát triển là phải có sự tài trợ của nhà nước, giống như rifaximin á, thuốc kháng influenza, thuốc kháng virus cúm á, thì gồm có hai dòng, một là dòng là thuốc ức chế hòa màng, một dòng là ức chế nảy chồi. Thì ta có amantadine và rimantadine là thuốc ức chế hòa màng, nó chỉ tác dụng trên influenza A và rubella thôi, nó không tác dụng trên influenza B và virus gia cầm, cúm gia cầm. Ta các bạn biết này, đây là con cúm, khi nó được thực bào vào trong trong endosome, đây là endosome, thì nó cần, nếu mà nó muốn hòa mã nó phải cần được hoạt hóa bởi sự axit, bởi sự toan. Thì cái protein M2 này này nó là một kênh khuếch tán ion vào để gây axit hóa cái endosome, thì cái thuốc này nó sẽ ức chế cái này và gây ức chế hòa mã. Nếu nó không hòa màng được nó thì nó sẽ bị tiêu diệt thôi. Đây đây cái hình này minh họa rất rõ cho các bạn. Hiện nay thì cái thuốc này á, theo bên châu Âu nghiên cứu á, thì nó đã bị kháng lớn hơn 80% rồi. Cho nên hiện nay thuốc này bên châu Âu họ ít dùng. Rồi, thuốc thứ hai là ức chế nảy chồi bằng cách ức chế neuraminidase. Thì cái enzyme này á là một enzyme mà cần thiết để virus cúm có thể nảy chồi. Virus cúm nó không phá hủy tế bào nha, mà nó sản sinh bằng cách nảy chồi. Rồi, thì ta có hai chất là Nizamivir và Tamiflu này. Cái chất này là biệt dược là Tamiflu. Thì hai thuốc này đều là các thuốc brand name hết. À, để ghi đây, brand name nha. BR, BRAND là các thuốc bản quyền á, nên nó giá rất mắc. Một viên Tamiflu là giá 300.000 đồng một viên, mà đến cái mùa mà người ta chém giá là người ta chém đến bạn 500.000 một viên này. Chém một phát là đứt cổ luôn. Mà các bạn biết mà, nếu mà muốn dùng mà Tamiflu để điều trị thì một ngày phải uống 2 4 viên này, và uống rất nhiều, tối thiểu cái phác đồ thì mình quên rồi nhưng mà uống nhiều dữ lắm. Cho nên ở cúm nhẹ thì người ta sẽ không xài tại vì giá quá mắc, mà người ta chỉ dùng khi mà cúm nặng thôi. Còn Zanamivir, cái thuốc này á, nó hấp thu rất kém qua đường tiêu hóa, mà cho nên người ta chỉ sử dụng ở dạng khí dung thôi, và kháng chéo là có xảy ra nha, nhưng không nhiều. Kháng chéo giữa hai thuốc này có xảy ra cùng cơ chế mà. Rồi mình đến với các thuốc kháng virus khác, thì ribavirin á, là một thuốc để điều trị viêm gan C. Thì nó cũng như các thuốc mà tương tự ADN thôi, nucleosin thôi. Thì nó cần phải được hoạt hóa ở dạng triphosphat. Thì nó sẽ dùng được tiêm tĩnh mạch để điều trị sốt Lassa và khí dung để điều trị các nhiễm trùng đường hô hấp do virus hợp bào đường hô hấp gây ra ở trẻ nhỏ. Cơ chế thì mình sẽ nói ở bài nói kỹ ở bài thuốc trị viêm gan đó. Rồi, methoxamine, methoxazone, đây là các biệt dược. Hiện nay thì đậu mùa đã bị thế giới thanh toán từ năm 1964 thì phải. Hiện nay người ta cũng không có tiêm chủng đậu mùa nữa mà, nên thuốc này không còn xuất hiện nữa.
những thuốc mà để điều trị đậu mùa không còn xuất hiện nữa. Cho nên nó chỉ là học cho biết thôi. Thì thuốc nó sẽ ức chế vào cái giai đoạn này. Thì từ ADN virus nó sẽ sao mã để ra mRNA virus và sau đó nó sẽ dịch mã để trở thành các polypeptide. Nhưng mà thuốc này nó sẽ ức chế cái giai đoạn này. Đó. Và ức chế này là sẽ là ức chế chọn lọc nha. Tại vì virus này á, nó sẽ có ADN polymerase riêng. Còn một thuốc nữa cũng tác dụng trên virus đậu mùa đó là rifampin, tức là rifampicin á, viết tắt là rifampin. Đọc đọc. Thôi, tới đây thôi.